Mến chào các bạn đã bao giờ vào nghĩa trang đi dạo hay ngồi làm việc ở một nơi vô cùng yên tĩnh như thế bao giờ chưa? Và sau đây là hình ảnh của một trong số những nghĩa trang ở Đức. Mình thỉnh thoảng vẫn vào đây đi dạo và thậm chí là ngồi làm việc nữa các bạn ạ. Đây cũng là một điểm cộng để giúp cho mình thích sống ở Đức. Ở Việt Nam thì có lẽ người ta chỉ vào nghĩa trang để tiễn đưa ai đó về với thế giới bên kia hay một năm hai lần vào dịp Tết Thanh Minh và tảo mộ. Khi mình ở Việt Nam cũng thế, cũng vào thăm ba mình để gửi nào là quần áo mới, nhà lầu, xe hơi, rồi thật nhiều vàng cùng một xấp đô la để cầu mong cho ba có cuộc sống sung túc ở thế giới bên kia. Nhưng mình chưa bao giờ tìm được một nơi để ngồi thanh thản và yên tĩnh như thế này mà không bị làm phiền. Có lẽ do cuộc sống mưu sinh mà người ta, kể cả người lớn và trẻ em, phải vào nơi linh thiêng như thế này để chèo kéo, để giành giật khách hàng lẫn nhau. Mình thương cảm cho số phận không may của họ và cảm thấy khó chịu bởi những lời chào mời từ họ. Nó làm mình luôn cảnh giác và không có được cảm giác thoải mái khi vào viếng thăm người nằm dưới ba tấc đất. Và hình ảnh những chiếc kim tiêm được vứt bừa bãi đâu đó gần ngôi mộ cũng làm cho người ta vội vã thăm viếng rồi ra về. Trái với các cảm xúc đó thì nghĩa trang ở Đức mình vào đây là một không gian sạch và xanh, không khí vô cùng trong lành. Người chết không chen nhau mà nằm xuống, các ngôi mộ không san sát nhau kiểu chỉ vừa đủ lối đi dành cho một người như đa số các nghĩa trang tại Việt Nam. Mình đi vào đây không có cảm giác đề phòng một ai đó hay lo sợ gì cả, cũng không ngửi thấy mùi chết chóc nơi này. Dọc theo các lối đi thì luôn có những chiếc bình treo để tưới cây như thế này. Điều này mình rất là thích bởi vì nó không bị mất trộm như kiểu ở Việt Nam. Dĩ nhiên là bên cạnh sẽ có một cái bồn nước như thế này và luôn đầy nước. Mình vẫn nhớ khi còn ở Việt Nam thì mỗi khi vào tảo mộ ba mình luôn phải mang theo những bình nước thật to để sử dụng. Nghĩa trang ở đây luôn được quét dọn sạch sẽ. Hằng ngày nơi đây luôn có rải rác người vào thăm viếng. Họ không đợi một năm hai ngày đúng dịp mới vào thăm như ở Việt Nam, mà là thấy nhớ hay rảnh rỗi thì họ mua hoa vào và đặt lên ngôi mộ của người đã khuất. Họ tưới cây tưới hoa cho mộ gia đình của họ, thì họ cũng tiện tay tưới cây tưới hoa cho những ngôi mộ hàng xóm nếu thấy cây thiếu nước. Dịp viếng mộ đông nhất là một tháng trước Noel, người ta mua những nhánh thông hoặc là những vòng thông được trang trí đẹp mắt cùng với nến đem đến đặt lên những ngôi mộ. Đối với người sống mong có một mùa Giáng sinh an lành thì đối với người chết cũng vậy. Giáng sinh là dịp mà gia đình được sum vầy, do đó người ta cũng muốn làm một điều gì đó đối với người đã khuất, để người đã khuất không cô đơn. Đối với người Đức thì những điều họ làm xuất phát từ cái tâm, từ trái tim chứ không phải là nghĩa vụ đối với gia đình, đối với cha mẹ của họ. Nhưng đương nhiên phải nói là ở đâu cũng không có con số 100% cả, vẫn có những ngôi mộ không người viếng. Thank you.
Các bạn thấy không, khắp nơi đều phủ một màu xanh. Và xen lẫn màu xanh đó thì trên các ngôi mộ là những cái bông hoa màu sắc khác nhau. Các bia mộ là những phiến đá được điêu khắc nghệ thuật khác nhau. Không có ngôi mộ nào giống ngôi mộ nào cả. Vì nó còn phụ thuộc vào thu nhập của người đã chết, cũng như là nguyện vọng của người ấy trước khi mất. Ở Đức không có phong tục cúng giỗ như người Việt Nam mình, mà thường là hàng tuần họ mang hoa tươi ra mộ rồi trồng hoa. Họ trồng những loại hoa hoặc những loại cây kiểng mà người chết khi còn sống yêu thích. Văn hóa tín ngưỡng của người Đức và người Việt tuy khác nhau, nhưng cũng như người Việt thì phần lớn họ vẫn tin có linh hồn, và người thân của họ tuy chết thì vẫn hiện hữu bên mình. Vì vậy họ chăm sóc ngôi mộ của người đã khuất rất chu đáo. Cho dù là xuân hạ thu đông thì những ngôi nhà ấy lúc nào cũng khang trang và đẹp đẽ. Cho dù ở những ngôi mộ mà hiếm khi có người thân đến viếng, thì ban quản lý nghĩa trang cũng sẽ làm trọn trách nhiệm của mình là chăm sóc chu đáo cho những phần mộ ấy. Các bạn thấy những tiểu cảnh trang trí ở đây chẳng khác gì là một công viên. Tuy nhiên, nghĩa trang ở Đức cũng giống như ở Việt Nam thì từng khu vực có giá tiền khác nhau. Các ngôi mộ ở đây thì chỉ được thuê đất chứ không có được mua đất vĩnh viễn. Thường thời gian thuê từ 20 đến 25 năm và được trả phí hàng năm. Giá tiền thuê thì không hề rẻ tí nào. Điều này thì mình chỉ nghe nói thôi chứ thực tế giá thuê bao nhiêu thì mình không biết. Thường thì cha mẹ không muốn phiền cho con cái, cho nên là họ chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi họ qua đời. Kể cả việc chuẩn bị họ sẽ nằm nghỉ tại đâu và tiền thuê đất như thế nào thì họ cũng dành dụm để đủ trả khoản tiền đó trong 20 năm. Nhiều người cũng quan niệm rằng sau 20 năm thì mọi thứ đã trở về với cát bụi, linh hồn cũng đã siêu thoát theo thời gian. Đồng thời, những người thân, chẳng hạn như con cái của họ thì cũng đã già đi. Do vậy, họ không muốn làm phiền đến lớp cháu chắt sau này,
cho nên họ không chấp nhận gia hạn thêm hợp đồng thuê mà chấp nhận phá bỏ ngôi mộ. Nghĩa trang ở Đức được sự quản lý của thành phố và người dân thì không được tự ý chôn cất người thân của mình như kiểu ở Việt Nam. Nghĩa trang ở Đức thường có một nhà nguyện dùng làm nơi tang lễ tiễn đưa người thân về nơi an nghỉ cuối cùng. Tùy theo từng tôn giáo mà nhà tổ chức tang lễ sẽ tổ chức sao cho phù hợp với tôn giáo của người chết. Ngoài ra cũng có những ngôi mộ thuộc dạng bảo tồn thì sẽ không được phá bỏ. Tất cả các nghĩa trang đều theo luật quản lý chung của nhà nước Đức. Ban quản lý nghĩa trang có nhiệm vụ chăm sóc chung cho tòa nghĩa trang làm sao cho đẹp như một công viên dành cho người yên nghỉ. Đó là văn hóa nghĩa trang ở Đức mà mình vừa giới thiệu đến quý vị. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem, like, chia sẻ và đăng ký theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình.